Website đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi tiếp live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Chúng tôi chia sẻ để nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá được các giá trị giao dịch trên tài khoản của bên trung tâm đào tạo Forex. Nhà đầu tư phải thấy được những các giá trị giao dịch thực tế này trên thị trường. Bởi khi các bạn thấy rõ được các giá trị giao dịch thực tiễn này trên thị trường thì các bạn mới nhìn nhận được cái người trader đó ở trên thị trường họ có giao dịch được hay không. Chìa khóa để chúng ta đánh giá một người đứng ra chia sẻ có vận dụng được phương pháp của họ trên thị trường hay không chính là bằng giá trị tài khoản trên thị trường của người đứng ra chia sẻ đó, chứ không phải là qua những lời nói vẽ vời trên thị trường. Đây là điều mà bản thân chúng ta là những nhà đầu tư chúng ta cần phải xem xét, cần phải đánh giá được các giá trị này trên thị trường. Tài khoản chính là thước đo của bất kỳ một trader nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Đây là điều mà gì nhỉ, bất kỳ một ai khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này chúng ta đều phải nhìn nhận, đều phải đánh giá được, chứ không phải nhà chúng ta nhìn vào đây mà chúng ta nói rằng tài khoản không phải là giá trị trên thị trường. Thì nhà đầu tư nên nhớ rằng thì nhà tôi chia sẻ đến nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể hiểu rõ được các giá trị giao dịch ở trên thị trường, và bản thân các bạn sẽ đánh giá được là lý do nào sẽ hỗ trợ cho các bạn kiếm được ra tiền và những lý do nào sẽ giúp cho các bạn mất đi tiền trên thị trường này. Và các bạn hãy hỏi tại sao ở trên thị trường này không một ai dám chứng minh về những giao dịch live của bản thân họ trên thị trường để cho các bạn xem xét, nhìn nhận và đánh giá được, mà gì nhỉ, chỉ duy nhất một mình website đào tạo forex.com dám chứng minh toàn bộ những giá trị này trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng chẳng có ai hơi đâu rảnh ra ngoài ngồi vẽ vời chiến lược cho bản thân các bạn. Chẳng có ai hơi đâu rảnh là nhờ ngồi trong quỹ mà họ được phép ra ngoài chia sẻ cho bản thân các bạn. Chẳng có ai nhờ hơi đâu rảnh đang quản lý cho gì nhờ mà họ chơi được, họ việc gì mà họ phải đánh ủy thác cho bản thân các bạn. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, đánh giá được. Chúng tôi mong muốn rằng những chia sẻ này nhà đầu tư phải hiểu, phải nhận định và phải suy nghĩ. Khi các bạn nhìn nhận bất kỳ một vấn đề nào trên thị trường giao dịch Forex này, các bạn có nhìn nhận, có đánh giá thì lúc đấy các bạn mới có thể hiểu rõ được cái ngọn ngành ở trên thị trường giao dịch Forex này. Bởi vì các bạn phải hiểu rằng là kiến thức thì rất là nhiều, nhưng người vận dụng được kiến thức vào trong thị trường thực tế hầu như hoàn toàn không có. Chính điều này đã làm cho hơn 95% nhà đầu tư trên thị trường tử nạn. Nhà đầu tư phải nhớ rằng lịch sử giao dịch chính là chìa khóa để hỗ trợ cho chúng ta giao dịch thành công trên thị trường, chứ không phải nhà lịch sử không nói được lên vấn đề gì. Xin lỗi cả các bạn, người nói được câu này với cả các bạn là người sẽ không giao dịch được ở trên thị trường này. Bởi vì bất kỳ chúng ta ở trên thị trường giao dịch Forex, chúng ta giao dịch thế nào, lịch sử chính là chìa khóa, chính là thước đo của toàn bộ những giá trị mà gì nhỉ, chúng ta đang tham gia vào thị trường từ quá khứ cho đến hiện tại. Và gì nhỉ, nó sẽ phản ánh về cái nguồn vốn chúng ta vứt vào trong thị trường và cái hiệu quả chúng ta đem về. Một là nhà là chúng ta lỗ tiền trên thị trường, hai là nhà chúng ta kiếm được ra tiền trên thị trường. Đây là điều mà bất kỳ một ai khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex các bạn phải hiểu và phải nghiên cứu cho thật kỹ, chứ không phải nhà chúng ta ra và chúng ta nghe nó nói thế này hay thế kia rồi chúng ta cũng a-dua theo, chúng ta cho rằng nhà đó là giá trị đúng ở trên thị trường. Xin lỗi các bạn, một giá trị đúng ở trên thị trường chính là giá trị chúng ta phải chứng minh được trên thị trường đó, phải có cơ sở, phải có giá trị để chúng ta làm bằng chứng. Thì có như vậy thì đó mới là một giá trị đúng ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư có thể vào trực tiếp website của đào tạo Forex để xem những sâu full tài khoản từ những năm 2015 cho đến nay. Và nhà đầu tư cũng có thể xem rõ các giá trị giao dịch của bên trung tâm đào tạo Forex cứu tài khoản cho khách hàng và gần đây nhất trong thời gian suốt hơn một năm qua trên thị trường giao dịch Forex. Chúng tôi đã gửi đến nhà đầu tư là những live stream trực tiếp trên tài khoản của bản thân tôi là chủ của website đào tạo Forex cho nhà đầu tư hiểu rõ các giá trị này. Chúng tôi mong muốn nhà đầu tư hiểu và gì nhỉ, đánh giá, nhìn lại bước đường mà các bạn đi, nhìn lại những con người mà các bạn đang đồng hành xem họ có giao dịch được hay là không, nhìn lại thứ kiến thức của các bạn xem các bạn có vận dụng được vào trong thực tế hay là không, nhìn lại bản thân những người các bạn cho rằng đó là thầy của các bạn xem họ đã giao dịch và chứng minh cho các bạn ở trên chính tài khoản thật và trên chính những giao dịch mà các bạn nhìn thấy rõ đó là tài khoản live hay là tài khoản demo, hoặc các bạn còn chẳng nhìn thấy được đó là tài khoản live demo. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá lại. Chúng tôi mong muốn rằng các bạn có thể thì nhà hiểu rõ những giá trị chúng tôi chia sẻ như thế này ở trên thị trường để các bạn tìm hiểu và gì nhìn nhận và đánh giá để các bạn
không có lao vào thị trường này để trở thành con bò vắt sữa cày com cho chính những cái người mà các bạn tin tưởng trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi đã từng trải qua những quá trình đấy trên thị trường, và sau này khi mà nhà tôi đã định hình, tôi hiểu rõ các vấn đề thì tôi ra ngoài chứng minh, chia sẻ để hỗ trợ cộng đồng trader ở Việt Nam. Chúng tôi mong muốn rằng nhà đầu tư hiểu rõ các giá trị này trên thị trường. Các bạn đừng nghĩ rằng quản lý vốn là gì nhà chúng ta phải stop loss hay take profit. Xin lỗi các bạn không biết giao dịch là các bạn đã stop loss rồi. Các bạn không đánh giá được kiến thức đấy áp dụng được vào thực tế thì các bạn cũng đã stop loss rồi. Các bạn đã đi chọn nhầm người trên thị trường, coi như các bạn đã stop loss trên thị trường này mà thôi. Đây là những giá trị chúng tôi chia sẻ cho nhà đầu tư. Website đào tạo forex.com xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường. Chọn nhầm người trên thị trường, coi như các bạn đã stop loss trên thị trường này mà thôi. Đây là những giá trị chúng tôi chia sẻ cho nhà đầu tư. Website đào tạo forex.com xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường.